Nhắc đến mỹ phẩm Nhật chắc hẳn chị em đều nghĩ ngay đến đó là sản phẩm chất lượng hoàn hảo và lành tính. Vì thế, Dilys cũng sẽ review chi tiết về dòng sữa rửa mặt Kose đang gây sốt trong thời gian qua để xem sản phẩm có tốt như lời đồn không nhé. Y thông tin về thương hiệu Kose. Kose là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật được thành lập bởi Kozaburo Kobayashi. Thương hiệu này nổi tiếng về các sản phẩm an toàn, lành tính, vì thế các dòng sản của hãng luôn được sự ưa chuộng từ người dùng tại nhiều nước. Một trong các sản phẩm làm mưa, làm gió của thị trường là các dòng sữa rửa mặt Kose. Sản phẩm không chỉ được yêu thích tại thị trường nội địa, mà tại các nước trong khu vực châu Á, điển hình là Việt Nam, em ấy trở nên nổi tiếng và ưa chuộng. Các dòng sữa rửa mặt Kose Softim không chỉ có chất lượng tốt mà còn có giá thành bình dân. 2. Preview, sữa rửa mặt Kose có tốt không? Kose có 3 dòng sữa rửa mặt khá được ưa chuộng là Kose Softimo Collagen Cleansing Wash, dòng màu xanh dương nhạt, làm sạch và giảm nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi cho da. Kose Softimo Medicated White Cleansing Wash, dòng màu xanh dương đậm, làm mờ vết thâm nám, sạm và dưỡng trắng da. Kose Softimo Hyaluronic Acid Cleansing Wash, dòng màu hồng, cung cấp độ ẩm cho da. Sau đây, Dilys sẽ review song song 3 dòng này để chị em dễ theo dõi và so sánh nhé. Một, thành phần và công dụng. Điểm chung trong công thức của cả 3 dòng sữa rửa mặt Kose Softimo là đều chứa hai hoạt chất Potassium Hydroxide và Lauric Acid. Trong đó, Potassium Hydroxide có tác dụng cân bằng độ ẩm cho da, Lauric Acid có khả năng kháng khuẩn, bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại và chống lão hóa hiệu quả. Các sản phẩm đều có độ pH 5.5 khá phù hợp cho da. Ngoài ra, mỗi dòng còn được bổ sung thêm các thành phần riêng như A. Kose Softimo Collagen Cleansing Wash. Tinh chất collagen, đây là một dưỡng chất cực kỳ tốt cho da, nhờ công dụng làm mờ vết nhăn, kích thích tái tạo tế bào mới, tăng cường độ đàn hồi giúp da căng mọng và trẻ hóa làn da. Ngoài ra, tinh chất collagen còn có khả năng thu nhỏ kích thước lỗ chân lông và tạo một lớp dưỡng mỏng nhằm bảo vệ da khỏi môi trường gây hại. Glycerin, giúp cung cấp dưỡng ẩm cần thiết cho da. B. Kose Softimo Medicated White Cleansing Wash, tinh chất ngọc trai, làm mờ các vết thâm, nám, đồng thời cải thiện sắc tố da, giúp làn da trở nên trắng hồng rạng rỡ. Chiết xuất nhục đậu khấu, lô hội và dưa leo là các thành phần có khả năng cấp ẩm cho da hiệu quả. Nhờ thế, da không bị khô căng ngay sau khi rửa mặt. C. Kose Softimo Hyaluronic Acid Cleansing Wash. Hyaluronic Acid, thành phần này đứng đầu trong bảng công thức có khả năng giữ nước cho bề mặt da, từ đó giúp da mềm mại, không bị mất nước. Tiếp đến là thành phần dưỡng ẩm glycerin, myristic acid, có khả năng kháng khuẩn và ngăn tiết bã nhờn, đồng thời, hoạt chất còn giúp tẩy tế bào chết hiệu quả. 2. Bao bì và texture. Về bao bì thì cả ba em này đều giống nhau, chỉ phân biệt mỗi dòng nhờ màu sắc ở phần giữa thân tuýp sữa rửa mặt. Đó là Kose Softimo Collagen Cleansing Wash, tên sản phẩm được in trong ô màu trắng và nền xung quanh là màu xanh dương nhạt. Kose Softimo Medicated White Cleansing Wash, tên sản phẩm được in trong ô màu xanh dương đậm. Kose Softimo Hyaluronic Acid Cleansing Wash, tên sản phẩm được in trong ô màu hồng, texture dạng kem đặc màu trắng sữa và tạo nhiều bọt. 3. Đánh giá sữa rửa mặt Kose Softimo, sản phẩm tạo bọt nhiều nên rửa xong thì cảm giác hơi rin rít mặt nhưng da cực sạch nhé. Thêm nữa, em ấy không làm khô căng da mà vẫn giữ lớp dưỡng ẩm tự nhiên trên bề mặt. Dòng màu hồng thì cấp ẩm cao hơn dòng màu xanh dương nhạt. Sau một thời gian trải nghiệm, mình thấy em ấy có công dụng làm sạch cực kỳ tốt, còn tác dụng dưỡng trắng và chống lão hóa thì không rõ ràng lắm. Thêm nữa, em này cũng có mùi cồn nhẹ nhé. Ưu điểm, làm sạch sâu bên trong da, không gây khô căng cho da, giúp dưỡng ẩm và cân bằng độ pH trên da, không gây kích ứng, phù hợp cho da dầu, hỗn hợp và thường. Giá rẻ, nhược điểm, tạo nhiều bọt, mùi cồn. Thông tin sản phẩm toàn tiếng Nhật, công dụng trắng da và chống lão hóa chưa rõ ràng. 3. Mua sữa rửa mặt Kose ở đâu, giá bao nhiêu? Hiện nay, sữa rửa mặt Kose được bán khá rộng rãi tại Việt Nam. Bạn có thể mua các em ấy tại siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm hay các shop chuyên hàng xách tay. Ngoài ra, trên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo cũng có hàng chính hãng nên bạn có thêm kênh để mua sắm rồi. Giá tham khảo 250.000 đồng, típ 190g, một típ sữa rửa mặt Kose có giá không quá đắt đỏ và thời gian sử dụng tới 6-7 tháng nên tính ra vô cùng tiết kiệm. Vì thế, nếu là tín đồ mỹ phẩm Nhật như Dilys thì nàng không thể bỏ qua dòng sản phẩm này rồi. Hãy tậu cho mình một em để giữ da luôn sạch sẽ và rạng rỡ nhé. Link mua sản phẩm sữa rửa mặt Kose mình để ở mô tả và dưới bình luận.